Dạ, chú chào cả nhà. Hôm nay chú lại cùng với mấy anh em trong nhóm từ thiện Họ Đạo Cao Đài, thị xã Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang đến để hỗ trợ với gia đình để tận liệm và di quan cho em Nguyễn Minh Nhật, 31 tuổi, tại Mỹ Phú Tây, thị xã Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang nè cả nhà. Dạ, bây giờ chú mời cả nhà cùng với mấy anh em vào bên trong để tận liệm cho em. Dạ, cả nhà đừng quên khi xem cho Vũ và mấy anh em xin một lượt đăng ký để lượt chia sẻ và lời cầu nguyện để vong linh của em được siêu thoát nha cả nhà. Vũ cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng mến em vào bên trong nha.